hình ảnh lấy đi triệu nước mắt. Xót xa cho các trẻ em ở Myanmar, nhẽ ra ở cái tuổi này các em được cha mẹ ôm ấp, được cắp sách đến trường, được vui đùa, được tinh nghịch, ngây ngô theo đúng lứa tuổi của mình. Nghịch lý thay các em lại không được may mắn, không được chọn nơi mình sinh ra. Giờ đây khoác lên vai gầy nhỏ bé là gươm, là đao, là súng mác. Trong tiềm thức của các em giờ chỉ là mệnh lệnh, là đổ máu, là một mất, một còn. Cuộc sống luôn lo âu, thấp thỏm rồi ngày mai sẽ ra sao, cuộc chiến này sẽ kéo dài đến khi nào, chúng em mệt rồi, chúng em chỉ muốn về với gia đình, về với những gì bình yên nhất. Khao khát ở Myanmar lúc này là đất nước không có chiến tranh, không khói lửa, con người không chém giết lẫn nhau, lòng nhân đạo mỗi người trỗi dậy. Không những riêng gì đất nước Myanmar đang hỗn chiến, mà nhiều nước trên thế giới hiện nay cũng đang đối mặt với chiến sự, cũng chỉ vì lợi ích cá nhân đưa lên hàng đầu quá cao, mà gây ra bao tội lỗi cho nhân loại. Thế giới hỗn chiến, may mắn thay thế hệ trẻ chúng ta được sinh ra, và lớn lên ở đất nước Việt Nam. Một đất nước bé nhỏ nhưng cũng đã nếm mùi chiến tranh, đổ máu. Cha ông ta đã đi tìm con đường hòa bình, con đường cứu nước gian nan vất vả mới có được ngày hôm nay. Người Việt Nam bé nhỏ nhưng khiến triệu người ngước nhìn. Cảm ơn vì tôi là người Việt Nam. Cảm ơn đất nước Việt Nam rất nhiều.